Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh trường mầm non Đình Sáu về dự và trực tiếp trao quà cho các em học sinh. Có đồng chí Đinh Quốc Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tân Lạc. Trong dịp này, các đồng chí cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức hoạt động dân vận, thiện nguyện, hỗ trợ kinh phí sơn sửa hệ thống tường bao, tường rào và cổng trường. Ngoài ra, đội còn trao tặng nhà trường 10 xe đạp để phục vụ công tác tuyên truyền luật giao thông cho các cháu với tổng kinh phí trên 27 triệu đồng. Đây là những món quà hết sức ý nghĩa, động viên, khích lệ giúp cho trường mầm non Đình Sáu chỉnh trang trường lớp học, tạo môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời tô điểm thêm hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.